Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam thực tế.vn Thưa quý vị, mới đây Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho Thường trực tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành công văn số 888 CVTU về đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn từ nay đến năm 2030. Kế hoạch số 400 KHUBNZ của Ủy ban dân tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 tham mưu với hội đồng nhân dân ủy ban dân tỉnh cấp 2 tỷ đồng để bổ sung cho quỹ khuyến học đất Hồng Lam Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động tại địa phương và chia sẻ những kinh nghiệm hay trong huy động nguồn quỹ, trong tổ chức và xây dựng các hoạt động khuyến học khuyến tài. Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2023, Hội khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tập trung đổi mới phương pháp công tác khuyến học khuyến tài để nhanh tiến độ thực hiện các đề án, nhất là việc ứng dụng phần mềm trong đánh giá mô hình công dân học tập, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân về phong trào thi đua học tập suốt đời. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu chi quỹ, có các giải pháp vận động và quản lý nguồn quỹ an toàn, minh bạch trong hoạt động và quản lý nguồn quỹ. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thành phố Hải Phòng đã thưởng 500 triệu đồng cho học sinh Nguyễn An Thịnh, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, vừa giành huy chương vàng tại cuộc thi Olympic toán quốc tế năm 2023 được tổ chức tại Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có quyết định khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích cao tại cuộc thi Olympic toán quốc tế năm 2023. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định trao tặng bằng khen cùng phần thưởng 500 triệu đồng cho Nguyễn An Thịnh, học sinh giành huy chương vàng và 400 triệu đồng cho em Nguyễn Đình Kiên, học sinh giành huy chương bạc tại cuộc thi Olympic toán quốc tế năm 2023. Lãnh đạo thành phố cũng trao bằng khen, thưởng 250 triệu đồng cho thầy giáo Lê Đức Thịnh, người trực tiếp hướng dẫn học sinh Nguyễn An Thịnh và thưởng 200 triệu đồng cho giáo viên Trịnh Việt Anh, người trực tiếp hướng dẫn học sinh Nguyễn Đình Kiên. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố thưởng 180 triệu đồng cho tập thể giáo viên dạy ôn thi Olympic toán học và thưởng 90 triệu đồng cho ban giám hiệu trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Được biết, 6 trên 6 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic toán quốc tế năm 2023 tổ chức tại Nhật Bản đều giành huy chương gồm hai huy chương vàng, hai huy chương bạc và hai huy chương đồng. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Olympic Toán Quốc tế năm 2023 được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày mùng 2 đến 12 tháng 7 với sự tham gia của 625 thí sinh từ 112 nước và vùng lãnh thổ. Ban tổ chức đã trao 315 huy chương, gồm 53 huy chương vàng, 89 huy chương bạc, 173 huy chương đồng, chiếm 50% tổng số thí sinh dự thi. Ngày 13 tháng 7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, lý luận và thực tiễn. Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch số 133 KHTU ngày 17 tháng 2 năm 2023 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng thời hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức đã lựa chọn được 100 bài viết của các giảng viên, sinh viên cùng các nhà khoa học hiện đang công tác tại 46 trường đại học, học viện, viện nghiên cứu ở trong cả nước, đề xuất ban kỳ yếu hội thảo. Các bài viết được sắp xếp theo 4 chủ đề. Thứ nhất, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Bảo vệ lan tỏa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Thứ hai, bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ ba, thực tiễn kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thứ tư, một số vấn đề có liên quan. Thưa quý vị, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023, ngày 12 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành thành phố Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hội nghị triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành thành phố Hà Nội được kết nối tới 275 điểm cầu là các trường trung học phổ thông, trường đặc thù trực thuộc sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường trung học phổ thông trực thuộc bộ và trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục. Toàn thành phố Hà Nội có trên 2.800 trường mầm non, phổ thông, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục với 64.792 lớp với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước nhiều trường học ở vị trí xa trung tâm nên công tác quản lý văn bản của ngành đặt ra yêu cầu cao về tính chính xác và sự thuận lợi do vậy việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ngành giáo dục thủ đô sở giáo dục và đào tạo đề nghị sau hội nghị hiệu trưởng cán bộ quản lý cán bộ chuyên trách tại các nhà trường biết sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành nắm rõ cách thức quy trình quản lý lưu trữ báo cáo theo dõi xử lý văn bản kịp thời, tránh tồn động để đảm bảo yêu cầu công việc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin truyền hình khuyến học Việt Nam của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!